Du học sinh Nhật Bản trả lời câu hỏi người Nhật có thích Việt Nam không? Cái kết khiến cộng đồng mạng tranh cãi rất nhiều. Xin chào các bạn khán giả của Netizen React. Các bạn thân mến, chúng ta nghe nhiều về việc du khách phương Tây yêu mến đất nước và con người Việt Nam đến thế nào. Nhưng có bao giờ bạn thắc mắc người châu Á hay cụ thể là người Nhật Bản thì sẽ nghĩ thế nào về Việt Nam của chúng ta không? Chuyện là cách đây không lâu, một anh bạn du học sinh Nhật Bản đã cho đăng tải một video với chủ đề Người Nhật nghĩ gì về Việt Nam? Bạn này chia sẻ rằng, theo kết quả của cuộc khảo sát ngẫu nhiên vào năm 2021 đối với 1.700 người Nhật đã thu về kết quả như sau. 53% người Nhật được hỏi cảm thấy thân thiện với Việt Nam, 11% người trả lời cảm thấy Việt Nam không thân thiện một chút nào và 36% còn lại thì có ý kiến trung lập. Khoan hãy bàn về việc người Nhật ấn tượng với Việt Nam vì sự thân thiện, chúng ta hãy nói về 11% câu trả lời mang góc nhìn tiêu cực dành cho Việt Nam. Theo những người trả lời, sở dĩ họ không có ấn tượng tốt với Việt Nam là vì người Việt Nam không thân thiện với du khách Nhật. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều điều tiềm ẩn nguy hiểm đối với du khách Nhật như giật đồ, nguy hiểm khi băng qua đường và vô vàn những điều khác khiến người Nhật lo lắng mỗi khi đến Việt Nam. Kết quả của cuộc khảo sát cũng gây nên rất nhiều tranh cãi trái chiều. Chúng ta hãy cùng dạo quanh một vòng bình luận để xem cư dân mạng họ nói gì, nghĩ gì về Việt Nam nhé! Nếu bạn cho tôi hai đất nước mà tôi nên sống, tôi chắc chắn sẽ chọn Việt Nam. Thực lòng tôi thích người Việt Nam vì họ chăm chỉ, lịch sự, chỉ lo việc riêng của mình. Nhật Bản làm tôi nhớ đến nước Đức của châu Á. Đôi khi ác ma, đôi khi cực kỳ thân thiện. Đây chỉ là ý kiến của tôi thôi. Người Nhật nhìn thì có vẻ thân thiện, gần gũi, nhưng trong lòng họ thực sự nghĩ gì sẽ không ai biết cả. Còn người Việt Nam thì có gì là họ thể hiện ngay luôn, nên có thể khiến bạn bất ngờ, nhưng đó là thật. Vì thế nên tôi mến người Việt Nam hơn. Buồn cười thật, nếu họ nói người Việt không thân thiện thì tôi không biết như thế nào mới được gọi là thân thiện. Người nước ngoài nào khi đến Việt Nam đều được đối xử như những vị khách quý. Còn với người Nhật, họ chỉ tôn trọng những ai có địa vị hơn họ mà thôi. Người Nhật đối xử với người Việt cũng chẳng ra sao, vậy mà họ lại nói rằng người Việt không thân thiện với họ. Tôi ở Nhật 3 năm, rất hiếm khi thấy hàng xóm của mình và mỗi lần gặp họ chưa bao giờ nhìn tôi lấy một cái. Tôi có cảm giác như mình bị cô lập trong thời gian đó. Nhưng sang Việt Nam thì khác, xung quanh tôi tràn ngập tiếng cười. Nhật mới là nơi kém thân thiện. Tôi nghĩ mọi người đừng nên quan tâm đến khảo sát đó làm gì, vì người Nhật họ có thích ai bao giờ đâu. Ít nhất 2 năm một lần tôi sẽ đến Việt Nam du lịch, vì tôi rất quý con người ở đây, họ thật thà, chân thành, thân thiện. Không riêng gì Việt Nam mà ở đất nước nào cũng vậy, cũng sẽ có người tốt và người xấu, chúng ta cứ tôn trọng nhận xét của họ, quan trọng là chính mình cảm thấy thế nào, đừng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác. Trong thâm tâm, người Nhật coi thường những quận kém phát triển hơn mình, gần như hầu hết các quốc gia Thái Bình Dương. Ít nhất là trong vài thập kỷ qua, họ chỉ tôn trọng những nước đã đánh họ như Mỹ với 2 quả bom hạt nhân hoặc có khả năng đánh bại họ. Cái hay của người Nhật là họ ở nơi công cộng, họ thể hiện sự tôn trọng hoàn toàn đối với các nước kém phát triển hơn chỉ vì nó công khai. Nhưng sau đó thì họ lại quay ngoắt 180 độ. Thật ra cũng nên thông cảm cho người Nhật, một số người Việt Nam qua Nhật làm việc có thái độ và cách hành xử không tốt khiến người Nhật có ác cảm với Việt Nam. Nhưng tôi cũng mong rằng đừng vì một số chi tiết nhỏ đó mà người Nhật có cảm nhận không tốt với toàn bộ Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, nhưng tôi hy vọng họ sẽ làm gì đó để giải quyết tình trạng nghèo đói ở nhiều khu vực. Tôi cảm thấy buồn cho những người có hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Nhật Bản nói chung đối xử với tất cả mọi người nước ngoài không hề tốt một chút nào, họ luôn bị xã hội Nhật Bản coi thường. Chớ trêu thay, khi vấn đề dân số bắt đầu gây thiệt hại và họ cần lao động nước ngoài thì sẽ không có ai muốn đến. Nhật Bản là nơi đẹp để tham quan, nhưng để sống không. Tại Việt Nam, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự lạc quan ở nhiều người khi tiếp xúc với họ, cũng như sự bình yên của đất nước này ở mọi nơi và mọi lúc. Tôi không cảm nhận được điều này khi ở Nhật. Nhưng công bằng mà nói thì phải có một lý do gì đó khiến người Nhật nghĩ như vậy nhỉ? 11% không phải là con số lớn đâu, tôi nghĩ các bạn không cần quan tâm điều đó. Nếu bạn muốn kiểm chứng thì cứ tự mình đến Việt Nam hay tiếp xúc với người Việt Nam để có được cảm nhận chính xác nhất. Không biết vì sao người Nhật lại có cảm nhận như thế, nhưng với riêng cá nhân tôi, người Việt Nam thực sự rất tuyệt vời. Những người dân địa phương đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi đi du lịch ở đó. Hạnh phúc trong suy nghĩ của tôi rất đơn giản, đó là những nụ cười, sự vui vẻ của người Việt Nam trong công việc và điều đó làm tôi rất ấn tượng khi tới đây. Còn người Nhật, sao tôi cảm giác như họ không bao giờ cười, có lẽ vì áp lực cuộc sống lớn quá chăng? Việt Nam là một đất nước dễ sống, tôi đặc biệt yêu ẩm thực nơi đây vì nó có nhiều món ăn ngon, phong phú mà tôi cực kỳ thích như phở, bánh xèo, bún chả, bánh mì, lẩu. Còn đồ uống là cà phê và nước ép trái cây. Các bạn thấy đó, có khá nhiều ý kiến khác nhau về việc người Nhật thích hay không thích người Việt. Khi được hỏi về ấn tượng đối với người Việt Nam, nhiều người Nhật đã nghiêm túc đưa ra đánh giá rất tích cực. Theo đó, cần cù là đức tính người Nhật dùng nhiều nhất để miêu tả người Việt Nam.
Chính đức tính chịu thương chịu khó đã giúp hình ảnh người Việt Nam đẹp hơn trong mắt người Nhật, một dân tộc nổi tiếng trên thế giới về đức tính chăm chỉ. Bạn cũng biết đó, người Nhật từ xưa đến giờ nổi tiếng là rất chịu khó, không ngại xông pha. Cũng bởi thế nên họ cũng đặc biệt có yêu cầu cao về thái độ làm việc, nên không có ai dễ mà lọt vào mắt xanh của họ. Nhưng Việt Nam, một dân tộc kiên cường, siêng năng, không ngại khó, không ngại khổ, đã được người Nhật gật gù công nhận. Không những thế, người Việt Nam còn có khả năng tiếp thu nhanh, không riêng về kiến thức mà còn về văn hóa của người Nhật. Do đó, người Việt Nam có thể thích nghi nhanh với lối sống và văn hóa Nhật Bản. Người Việt Nam chúng ta có cái hay là sự thích nghi. Khi chúng ta đến một nơi khác biệt về văn hóa, người Việt sẽ rất nhanh nhạy để nắm bắt và thực hành. Vô hình chung, thái độ tích cực này đã khiến người địa phương có cái nhìn rất tốt dành cho người Việt. Và đặc biệt, điều người Nhật cũng như nhiều bạn bè quốc tế khác thích ở người Việt Nam chính là sự hiếu khách và thân thiện. Nếu như người Nhật thường sống khép kín và ít bắt chuyện với người lạ, người Việt Nam thường cởi mở, chia sẻ cảm xúc hoặc những chuyện cá nhân hơn. Ngoài ra, người Việt cũng rất niềm nở bắt chuyện và không ngại giúp đỡ người lạ. Dù bạn là người mới gặp lần đầu, nhưng hễ bạn cần giúp đỡ, người Việt luôn sẵn sàng giang tay về phía bạn mà không đòi hỏi hay câu nệ điều gì. Không chỉ người Việt thích đồ ăn Nhật mà đồ ăn Việt Nam cũng rất được ưa chuộng trên đất Nhật. Điều này được chứng minh qua sự thành công của các chuỗi nhà hàng Việt Nam trên khắp nước Nhật. Phải kể đến đầu tiên là cà phê. Cà phê Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng và có dấu ấn tốt trong lòng người Nhật. Do đó, các dòng cà phê Việt Nam rang xay, cà phê nguyên hạt hay các dụng cụ pha cà phê đặc trưng của người Việt như viên cà phê cũng là các món quà lưu niệm phổ biến được người Nhật mua về sau những lần ghé thăm Việt Nam. Người Nhật không chỉ dành sự ưu ái cho ẩm thực Việt Nam mà họ còn yêu thích những thức quà đặc sản, đậm đà bản sắc dân tộc Việt. Ở khía cạnh ngược lại, có một số đặc điểm của người Việt Nam khiến người Nhật không đồng tình cho lắm. Người Nhật luôn dồn hết tâm sức, tập trung cao độ cho công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Nhưng một bộ phận lao động người Việt làm việc tại Nhật vẫn giữ thói quen vừa làm vừa chơi, hiệu quả làm việc không cao, do đó họ không theo kịp guồng xoáy công việc gấp gáp. Một số bị sa thải. Và còn nhiều lý do khác nữa khiến người Nhật cảm thấy không hoàn toàn hảo cảm với người Việt. Nhưng các bạn ạ, theo như cư dân mạng ở trên có nói, nếu bạn muốn biết về một đất nước nào đó, tốt nhất là bạn nên tự mình trải nghiệm. Dù ấn tượng đó có tốt hay không tốt thì cũng là góc nhìn của chính bạn. Đừng để cảm nhận của mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ chủ quan từ người khác, đúng không các bạn? Và những chia sẻ vừa rồi cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay. Sau khi xem xong video này, hãy để lại bình luận để chia sẻ cho tụi mình được nghe về suy nghĩ và cảm nhận của các bạn nhé. Nếu bạn thấy video này thú vị thì hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.